Giờ những chiếc Kobe và xà lan nó chuẩn bị vượt cống nha các bạn. Bây giờ đã vô đội hình để sẵn sàng. Kobe này biết vượt nổi không trời. Đi máy xe nha các bạn. Máy xe mới lo nổi cái cống này. Gọi gái đi chỗ tham quan thì gọi quay nữa là đủ. Xử lý không nổi luôn. Không quay. Vỏ lãi quá khủng, điều khiển chiếc vỏ lãi này còn hơi mệt à. Hôm nay quá đông các bạn ơi. Còn anh vỏ lãi muối hay sao cũng dữ kìa. Đi bắn muối luôn quá. Trên dưới cũng quá trời chiếc vỏ lãi. Trời may quá khủng các bạn. Trên này vừa cống mới chắc ăn nè. Bây giờ thì à là giọt đó. Trời ơi, hôm nay giọt trước rồi nè. Hôm nay đi trước rồi. Rồi lên. Đầu xuất phát nha các bạn. Quả trời ơi.
chiếc xe lăn cái đất xấu dữ vậy trời. Kéo phương tiện di chuyển chậm lại đi. Kéo phương tiện di chuyển chậm lại. Bây giờ tăng 2-3 chiếc này.
chiếc nhỏ đang dành đi với chiếc Thanh Vũ nha bạn. Chơi luôn rồi, quất luôn rồi. Rồi. Chiếc Thanh Vũ không cho lên nha. Rồi vô cổng luôn rồi. Thank you.
này xà lan này đi biển nha các bạn. Alo. Alo. Cái này có thể là đi Phú Quốc nha. Cẩn thận. Xà lan này rất là lớn ạ. Rất cao nha các bạn. Cảm lớn tới 3m2 lận. Còn cái hỏi gì sang tình cống được không? Tình cống phải chạy ra xem hai bên hông. Quá cao. Trời chạy không đụng ở đây cây cầu không trời. Quá cao ha. Xe lan này xe lan ngắn đòn nhưng mà nó tướng rất cao.
rất lớn. Bảy Lành cũng rất lớn như vậy. Nguyễn Hồng, Bảy Lành và An Giang có hồng đào. Đó sẽ là kinh khủng luôn.